chị sẽ biến em trở thành nhà vô địch boxing giống y như chị. Khởi động đi em. Thôi em muốn đánh con gái đâu, chị đừng có. Hãy xem cú đấm vô địch của ta đi. Đánh gì đánh dữ vậy? Dừng cái gì mà dừng? Cái này là bài tập để giành được giải huy chương vàng bộ boxing của tao đó. Huy chương vàng cái gì? Chưa kịp lấy được huy chương vàng là chị đánh nó xuống túi vàng luôn rồi đó. Đúng rồi đó. Mày nói hay quá ha. Có giỏi á thì mày dạy luôn đi. Tao đi chỗ khác. Đánh thằng nhỏ thấy thương luôn. Bạo lực dễ sợ. Cũng may là có chị á, chứ không thôi là em chết với bả rồi. Thôi em vô nha. Khoan đã, tới lượt chị. Chị sẽ biến em trở thành nhà vô địch aerobic. Chị tha cho em đi, em mệt lắm rồi. Em nghỉ xíu đi. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Em có biết người ta có câu: trên con đường thành công không có dấu răng của kẻ thất bại. Bắt đầu. Bài tập đầu tiên là ép dẻo. Em sẽ phải ép dẻo 812 lần. Hả? Vô, chị giúp em. Đưa tay đây. Rồi, ưỡn người ra phía trước. Phía trước không phải phía sau. À, được rồi. Để chị giúp em. Một, hai. Em đâu phải tội phạm đâu mà chị đạp em như vậy. Ba, bốn, năm, 812. Mới đó mà đã mệt rồi. Mới chỉ là khởi động thôi. Bây giờ chị mới cho em vô bài học chính nè. Thẳng lưng lên. Hai chị của con á không dạy cho con được, nên ba đã quyết định ba sẽ trực tiếp chỉ dạy cho con, dạy cho con trở thành một người chơi bóng. Gì ba? Con gì sao chơi bóng được? Sao không được mày? Trong xóm này có biết bao nhiêu thằng chơi bóng được? Nói chơi được là mày phải chơi được. Đâu phải muốn chơi là chơi đâu ba. Chơi bóng là mình phải có kiên trì, có công mài sắt có ngày nên kim. Con chỉ cần luyện tập, mọi thứ đi ba lo. Ba nhất định phải cho con trở thành người chơi bóng giỏi nhất. Ba à, con sau này con còn muốn lấy vợ, sinh con đẻ cháu cho ba nữa. Ba kêu con chơi bóng. Ủa mày nói lấy vợ sinh con là sao? Nè, tao nói chơi bóng là bóng này nè. Mày nghĩ bóng gì vậy? Ủa gì, nãy giờ ba nói bóng nè. Cái gì? Vậy mà con tưởng đâu. Tưởng cái gì mà tưởng? Tưởng ghê quá. Bắt đầu đi. Đá cho ba coi. Trời, mấy cái này ai đá không được, có dễ mà. Trời đất ơi Hiếu, sao mày đá vô bàn thờ ông bà vậy? Con xin lỗi ông bà, con xin lỗi tổ tiên. Ba má ơi, con thiệt là vô dụng. Con không thể dạy cho thằng Hiếu trở thành người vừa tài vừa giỏi được. Ba má quở phạt con đi. Ba má đánh con đi ba má. Ai đánh bà vậy? Bà đâu còn dám đánh bà hả? Hiếu! Trời đất ơi, bà đặt tên con là Hiếu. Sao con không có Hiếu với ba vậy? Con có thấy là con là mắt mặt dòng họ, có lỗi với tổ tiên không hả? Dạ có. Có thì bây giờ phải làm sao? Rạng danh gia đình mình đi chứ. Dạ con sẽ trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Con sẽ thi SEA Games với bộ môn Liên Quân. Mày không hả? Suốt ngày mày game. Chơi cái game đó làm sao thi SEA Games được? Chơi game là sao có tương lai? Làm sao nuôi được bản thân hả con? Thôi, nếu như mà em không cố gắng trở thành tuyển thủ cúp vàng như tụi chị được, thì em cứ cố gắng học thôi là được rồi. Đúng rồi đó, tập trung học đi, nghe không? Nhưng mà đó cũng là cái nghề mà ba. Nghề cái gì mà nghề? Nghề mà không nuôi sống được bản thân, đó gọi là nghề. Ba, ba nhớ anh Chiến hồi xưa cũng là game thủ mà ba cấm không cho tụi con quen nhau không? Rồi sao? Bây giờ anh xây căn nhà 8 tầng ở trên thành phố đó ba. Cũng bằng cái nghề game thủ đó. Thiệt mày? Dạ thiệt. Chắc nó hên thôi.
Nhưng mà tao thấy một triệu người mới được một người, chứ phải ai cũng được như nó đâu. Mà nó có bộ mới chưa? Vợ người ta sắp đẻ luôn rồi ba. Ổn dữ ha. Mà thôi, mày quên nó đi. Để ba kiếm món nào ngon ba gả mày. Còn thằng Hiếu, lo tập trung học. Ba mà thấy sớ rớ vô game biết ta. Mình nó kéo băng qua đánh anh em xóm chiếu của tụi mình. À đúng rồi đó anh, nó đập cái xóm chiếu mình banh xác hết luôn. Xóm chiếu mình bây giờ là xóm chiếu tả tơi luôn rồi. Tụi em trụ không được bao lâu nữa đâu anh Hiếu. Anh phải ra mặt để tụi em đoàn kết, là gì không đoàn kết là chết hết luôn. Tụi mày đã chuẩn bị hàng hết chưa? Dạ rồi. Được rồi, đi đập tụi nó. Dạ. Giờ sao mày đánh nữa không? Có đứa kìa. Người tụi mày kiếm là tao nè, đừng có ăn hiếp tụi nhỏ nữa. À đây rồi, thằng Hiếu sớm chiếu tả tơi rồi. Để tao coi hôm nay tụi mày đánh đấm thế nào. À quên, tao có đem cái mền chùm cho tụi mày nè. Đừng có vội cười, để coi thằng nào chùm thằng nào. Hôm nay tao cũng đem chiếu để đắp cho tụi mày nè. Nhào vô. Nhào vô. Mày chọn tướng đi. Mời mày. Anh Hiếu, em chơi con này được không? Mới nhận được từ sự kiện sinh nhật 3 tuổi của Liên Quân đó. Em sẽ chứng minh sức mạnh của em cho tụi nó thấy. Ủa, sự kiện mới ra mà bị được thưởng con tướng ngon hay cha. Chứ sao, giỡn hoài. Ê, mà không những vậy tao còn trúng được triệu đó con. Ủa, tụi giác nghệ đi chơi. Ủa, thời thì tới rồi. Thôi, tập trung. Nha. Sao rồi nhau? Không hổ danh là cao thủ. Tao thua tâm không khẩu phục. Mày đợi nó đi con trai à? Tao đợi mày. Về tụi mày. Trời ơi, nó tức xanh mặt hết luôn kìa. Mày đợi đấy con trai, tôi biết cái tình yêu. Bạn ca là nhất. Yeah, yeah, yeah. Hiếu sớm chiếu này ra chiêu thì chỉ có tiêu. Ở trong cái sớm nè, anh không có ngán thằng nào hết. Đúng rồi, không ngán thằng nào hết. Còn tao nè. Thằng nào? Tao thằng cha mày nè, chứ thằng nào hả? Ba, mày đi học về mày không lo về. Mày tụ tập ở đây chơi game là sao? Con chơi có chút xíu mà bạn. Tao nói mày sao? Nói gương các chị của mày thì không nói theo. Ở đây tụ tập mày. Bỏ xuống đây. Ủa bác thấy con hả? Tao đuôi hay không thấy? Đó, coi đầu cổ tụi nó nè. Thằng này nè, mày tụ tập với mày này chơi game là vô bộ. Đi về. Ba, con giải thích với ba nhiều lần rồi, game này đâu có vô bộ đâu ba. Với lại con cũng học tốt mà, con nói với ba rồi mà. Mày đúng không? Có, con nói là... Đi về. Đau nhưng mà ba ơi. Ba, Ê, ê, mày nghĩ là có nên đem chiếu cho đại ca đắp không? Tôi nghĩ là nên. Đại ca ơi. Ba, trả điện thoại cho con đi ba. Không mày, ba sẽ tịch thu cái điện thoại này. Từ nay ba không có muốn con chơi game nữa. Con chỉ chơi lúc rảnh rỗi thôi, chứ bình thường con vẫn học tốt, vẫn lãnh giấy khen gì cho ba mà. Thôi, cái đó là bây giờ thôi chứ tương lai ai biết được. Em cứ nghe lời ba đi. Đúng rồi, em thấy ba mình không? Hồi xưa đá banh ghê dữ lắm. Giờ già cũng chỉ đi đá gà thôi chứ có làm được gì đâu. Nói gì? Cho nên tốt nhất là em đừng có làm ba với lại hai chị thất vọng. Thôi, hai đứa con nữa. Dạ. Không có nói nhiều với nó. Còn con, ở lại đây một mình, ăn năn sám hối đi. Ba. Thôi, hai đứa đi nè. Dạ. Ba. Ê. Ba, trả điện thoại cho con. Ba, trả điện thoại cho con đi ba. Ba, hai chị cứu em với. Ba, bảo trọng nha. Cha chị cứu em. Trời ơi, thả em ra đi mà.
Hiếu, anh Hiếu, anh Hiếu. Anh có sao không? Tại dùng này khổ lắm. Cũng vì giúp tụi em đánh bại tụi kia mà anh mới ra nông nổi như thế này. Tại tụi em hết đại ca. Tụi mày đừng có nói vậy. Liên Quân là niềm đam mê lớn nhất của tụi mình. Nhờ Liên Quân thì tao mới gặp được tụi mày. Dạ. Anh ở trong này không biết bao giờ anh mới ra được. Ở trong này anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đại ca, cuộc sống này nó khắc nghiệt lắm. Đại ca ráng trong đó mà cải tạo cho tốt để tái nhập với cộng đồng. Khi nào đại ca ra, đại ca nói cho tụi em biết, để tụi em còn đi đón đại ca nữa. Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ ráng cải tạo. Ủa? Hai mày nói gì vậy? Tao bị nhốt trong đây 1-2 ngày thả ra rồi. Làm như tao ở tù vậy. Trời, để trong lý mà cũng khóc luôn. Nãy giờ em tưởng đâu đại ca ở tù không á. Hai mày lầm lố. Hai trời khóc chi trời, quên luôn. Mày nè, hai thằng mày ở ngoài á, lấy cái tài khoản Liên Quân của tao lên làm sinh nhật sự kiện 3 tuổi của Liên Quân, lãnh thưởng giùm tao. Trên đó biết bao nhiêu lần qua đó là iPhone 11 Pro Max, 100 triệu, còn có xe máy nữa. Ok đại ca. Dạ tất nhiên rồi. Nè đại ca, em có mua gà tiền thuốc bắc cho đại ca ăn tầm bổ. Dạ. Hai thằng hùng tiền mua đó. Lật lại quay. À, đúng rồi. Chết rồi đại ca ơi. Chắc là đại ca không có duyên ăn gà tiền thuốc bắc rồi đại ca. Đại ca đừng có nắm những gì không thuộc về mình nữa. Em có mua dưa hấu cho đại ca nè. Đại ca thích nhất cái món này đại ca. Chết chà, bác học. Hai quỷ. Này sao? Bây giờ nắm giữ hay là buông tay đây? Trời ơi. Ê, xe của ai mới quá mà dựng trước cửa nhà mình vậy? Dạ của con đó ba. Hiếu nó mới mua cho con đó. Ba, Hiếu mới mua cho con điện thoại iPhone 11 Pro Max nữa nè. Đúng là thằng em dễ thương ghê á. Chị thương em nữa. Chị thương em hơn. Chị thương em nhất. Chị thương em nhiều hơn cả nhất luôn. Thôi đi hai con nhỏ này. Hai cái đứa thảo mày. Ba, con có mua quà để tắm bổ cho ba nè ba. Còn ở đây thì con có tầm 40, con gửi cho ba, ba thích gì thì ba cứ mua. Còn vậy thôi, con xin phép ba, xin phép hai chị, con đi có chút xíu việc. Đi cẩn thận nha. Thảo mày. Dạ. Hai đứa có thấy thằng Hiếu nó có biểu hiện gì lạ không? Có gì lạ đâu ba. Có thấy nó bình thường mà. Hai đứa bay được nó tặng quà, mờ mắt hết rồi có thấy gì đâu. Nghe ba hỏi nè, tiền ở đâu ra nó có nhiều vậy? Mua toàn đồ xịn không? Ha. Ba nói cũng mới để ý luôn á. Tiền đâu ra vậy ta? Nó đâu có đi làm đâu. Không lẽ là nó làm những chuyện phi pháp? Mày khùng quá. Hiếu nó nhát gan lắm, nó không dám làm đâu. Vậy có khi nào nó lấy cắp tiền của ba xong tặng ngược lại cho ba không? Cắp tiền của ba? Ừ. Điều này càng không thể. Sao vậy ba? Ba có tiền đâu lấy. Làm gì ta? Nếu vậy thì thằng Hiếu nhà mình nhìn cũng đẹp trai, bảnh bao. Có khi nào nó đi làm trai bao không? Mày đâu vậy? Con đâu biết đâu ba. Thằng mày chết mà. Cẩn thận ba. Làm dưới rồi. Hôm nay tao mày dưới luôn nha. Tao công nhận á, mày Hiếu á, ở dưới hay ở trên khỏe ghê mày. Ê, vô vậy.
Trời đất ơi, con xin lỗi tổ tiên, con xin lỗi ba má. Tại vì con dạy cho nó chơi bóng để mà giờ con ba nó không chơi mà nó chơi bóng này. Chết trời rồi. Con cũng ngờ nó vậy luôn á ba. Không ngờ gì mà không ngờ, cũng tại mày hết đó. Suốt ngày đè nó ra ép dẻo rồi bẻ nó, bây giờ nó công vọng rồi kìa. Cái gì? Tại chị thì có. Tao sao? Chị lúc nào cũng đấm nó, đấm riêng nó chăng luôn có giới tính ra ngoài chứ sao. Thôi hai đứa im đi. Để ba, bữa này ba cho anh một trận mới được. Đi bình tĩnh ba. Đè nó, đè nó đi. Mày làm gì sao chịu nổi anh Hiếu? Mày nghĩ sao mày đi làm? Ủa ba, sao ba với hai chị tới từ đây vậy? Thì cả nhà không biết em làm cái gì có nhiều tiền đến vậy, cho nên là theo dõi em đi tới đây đó. À, mà cũng nhờ như vậy đó. Ba mới biết là con vẫn cãi lời ba. Ba đã khuyên con bao nhiêu lần rồi mà sao con vẫn cấm đầu chiếc em là sao Hiếu? Hả? Thôi ba bình tĩnh đi, ở đây cũng đông người mà. Em liều vậy Hiếu? Ba, con đã nói với ba rồi, Liên Quân là niềm đam mê của con. Con đã nói rồi mà, con muốn trở thành một tuyển thủ game chuyên nghiệp. Tuyển thủ game thủ? Ngày hôm nay ba sẽ đập cái điện thoại này của con để cho con biết ba không chấp nhận điều đó. Ba! Liên Quân, mày ghiền Liên Quân tới mức mày luôn số điện thoại tổng đài luôn vậy đó hả? Để tao. Alo, gọi gì? Dụ con tôi chơi game đúng không? Gì? Sao sao? Mời nó vô đội tuyển tranh vé dự SEA Games. Không. Đúng rồi bác, Liên Quân năm nay á có mặt trong các bộ môn thi đấu của SEA Games đó bác. Anh Hiếu anh chơi Liên Quân giỏi như vậy á, hay là bác cho anh một cơ hội đi bác. Bác, xe, điện thoại hay là tiền mà anh đem về cho bác á là anh săn được ở sự kiện mà nhân dịp là sinh nhật 3 tuổi của Liên Quân Mobile đó bác. Đúng rồi đó bà, ba cho con cơ hội nha ba. Về nhà cho tao. Ba. Ê, ba. Mày á, mày ăn học cái kiểu gì vậy hả? Mày thấy thằng Hiếu con không học chưa? Học cũng giỏi nè, năm nào cũng xuất sắc nè, mà chơi game cũng giỏi nữa. Nó chơi mà nó đem tiền, đem xe, đem điện thoại về cho gia đình nó. Còn mày thì sao? Học thì dốt, chơi game cũng dốt, có đem gì ích lợi về cho tao chứ? Dạ, nó hên thôi, chứ con cũng cài sự kiện sinh nhật của Liên Quân mà vô không được chứ bộ. Ê, không nói nữa. Trời mà chết. Mày á, đi về nhà xử mày đó. Nhanh lên. Dạ. Đi đi. Ba ơi ba, em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ba đừng đuổi ra khỏi nhà tội đó mà ba. Đúng rồi ba, với lại chuyện cũng nhỏ thôi mà, ba đuổi nó rồi nó biết đi đâu. Dạ. Ba đừng có đuổi con đi. Con xin lỗi ba, con hứa với ba từ đây về sau con không chơi game nữa đâu ba. Ai cho mày nghỉ chơi game hả? Mày phải chơi hiểu không? Ba nói đi đây á là kêu em của tụi con đi dự giải Liên Quân để mà tranh cái vé dự SEA Games đó. Mau lên thành phố mà tranh giải đi. Cái gì? Ba đồng ý cho con làm game thủ chuyên nghiệp hả ba? Ba suy nghĩ nhiều rồi, ba cho con cuộc đời, nhưng mà chọn con đường nào là do con chọn. Con hãy đi đúng con đường mà trái tim mình muốn, nghe không? Cố gắng lên. Cố gắng lên nha. Đi là phải thắng nha, chứ đánh mà không thắng về đây chị hai lôi mà ra đánh boxing, đánh mà bốc hơi luôn á. Cái con này. Cố lên nha, tụi chị tin em sẽ làm được. À, còn đây là tiền hồi nãy con đưa cho ba nè, ba không cần dùng đâu, cầm theo á mà lo chi tiêu đi đường, nghe không? Nhớ cẩn thận đó. Con cảm ơn ba, em cảm ơn hai chị. Tạm biệt mọi người em đi. À, mà khoan, mọi người ở nhà muốn coi con chơi Liên Quân á thì lên website này nè. Hả ba? Đi cẩn thận nha. Đi nhanh đi kẻo trễ con. Con đi nha. Hết tuyệt.
vời quá. Ba đúng là số 1. SeaGames.liên quân.garena.vn. Đánh đi, đánh đi. Đánh, đánh con màu xanh. Đánh mạnh lên, đánh, đánh nó. Bác, con màu xanh là anh Hiếu á bác. Đánh màu đỏ. Bác, màu đỏ là đồng đội của anh Hiếu bác. Đánh gì đánh đi, tao ngồi tao coi. Ba, cái này mới trận đầu à, còn mấy trận sau nữa. Ba từ từ ba ngồi ba coi đi. Ba ồn quá à, tụi con không tập trung được. Thì ba ra vô cái phòng á, ba coi mình đi. Đi đi. Thôi, ba im lặng, cho ba ngồi đây coi đi. Trận hai bắt đầu rồi kìa. Xin chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi chung kết giành tấm vé vào SEA Games. Và trước khi bước vào trận thi chung kết quyết liệt này, đó chính là 2 phút quảng cáo. Và các bạn đừng quên một sự kiện đặc biệt, đó chính là sinh nhật của Liên Quân với nhiều phần quà hấp dẫn như iPhone 11 Pro Max, xe máy cũng như 100 triệu đồng, cho nên các bạn hãy nhanh tay lên nhé. Và bây giờ, để bắt đầu cuộc thi chung kết, xin các bạn cho một tràng pháo tay cho đội Garena. Và một tràng pháo tay dành cho đội Mèo Đen. Đi Mèo Đen, chiến thắng. Sao giờ chưa thấy về ta? Ê mấy bạn, chạy thăm đỏ đón đại ca. Lẹ lên. Khéo lại. Đúng rồi. Tên, mời đại ca. Anh Hiếu. Xin lỗi ba. Xin lỗi mọi người. Con thua rồi. Chắc ba và mọi người thất vọng vì con lắm mà. Không có đâu em. Cái đội Garena họ có thời gian nhiều để tập luyện nhiều hơn em, cho nên họ thắng là đúng rồi. Tụi chị không thất vọng về em đâu. Ừ, tụi chị vẫn tự hào về em luôn á. Dạ đúng rồi. Ê, thôi không có sao đâu con. Con còn trẻ mà. Con trẻ mình cố gắng luyện tập. Ba tin là nếu như con cố gắng thì SEA Games đợt sau con sẽ có tên trong đội tuyển thi đấu môn thể thao điện tử Liên Quân Mobile. Dạ. Đúng rồi đó đại ca. Cuộc đời mình sống nay chết mai mà. Dạ không, ý con là mình còn sống ngày nào là mình còn hy vọng ngày đó. Dạ. Con cảm ơn ba, cảm ơn mọi người. Thôi, bây giờ cả nhà mình vào trong ăn mừng Hiếu trở về nhé. Vô mày đó. Đi ăn. Vô. Đại ca đó.